Hôm nay công ty phụ tùng của tôi nhập Mỹ nhập khẩu về Việt Nam bộ piston bạc cho dòng xe Mini Cooper phiên bản Mini Cooper R55, R56, R57. Bộ piston bạc là sản phẩm chính hãng được công ty phụ tùng của tôi nhập Mỹ nhập khẩu trực tiếp từ Đức và được sản xuất tại Đức theo tiêu chuẩn của chính hãng. Bộ bê tông sẽ bao gồm phần thân bê tông và phần bạc. Và phần ắc bê tông. Và đây là một khóa. Quý khách hàng có nhu cầu về các sản phẩm phụ tùng cho cái dòng xe Mini Cooper cũng như cái dòng xe nhập Mỹ và nhập châu Âu, vui lòng liên lạc công ty phụ tùng của tôi nhập Mỹ. Chúng tôi sẽ được tư vấn về giá cả cũng như cái giải pháp về phụ tùng với giá cả và chất lượng tốt nhất.